kỳ quá vậy? Mình ăn quá trời quá đất luôn mà không có tăng được lạng nào hết. Ê, con có biết là con may mắn lắm hay không? Tránh ra. Mấy đứa à, cũng trễ quá rồi, chúng ta mau đi thôi. Ồ, quản lý ơi, hình như cái cân này nó bị hư rồi thì phải. Mẹ ơi, hình như cái cân đó bị hư là tại mẹ đó. Cái con bé này nó bậy bạ gì vậy? Cơn sốt nhảy của mẹ. Mấy người đó thật sự là quá đáng mà. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa mà. Đôi giày này được thiết kế để hỗ trợ cho những người có trọng lượng đặc biệt. Ôi trời ơi, chắc cô đã làm việc vất vả nên trọng lượng mới tăng như vậy. Nè, cái ông chú này thiệt tình. Mình quyết định sẽ bắt đầu giảm cân từ hôm nay. Một khi đã quyết tâm, mình có thể làm được tất cả. Mẹ ơi, mẹ có chắc ăn như vậy là đủ rồi không? Cho đến khi đạt được mục tiêu, mỗi bữa mẹ chỉ ăn một trái dưa leo thôi. Không thịt, không đồ mặn, từ bây giờ mẹ sẽ ăn chay. Vậy hả? Anh nghe nói là voi cũng ăn chay đó nha. Dạ, và Bachiosaurus, loài khủng long lớn nhất thế giới, cũng là động vật ăn cỏ đó mẹ. Sao hai người có thể nói như vậy được hả? Chadu, Mimi, Babi, mấy đứa nghe bà nói đây nè. Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ giảm cân và ăn chay. Cho nên bữa tối hôm nay chúng ta sẽ đặt gà rán nha, vì sẽ đỡ được một miệng ăn. Trời ơi, tại sao có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Xin hỏi là ai vậy? Sao? Dạ, phải, tôi là Nan Hian đây. Kim Bốc Sun sao? Kim Bốc Sun? Kim Bốc Sun? Kim Bốc Sun nào ta? Kim Bốc Sun của Cối Xay à? Cậu về rồi hả? Nan Hian à? Bốc Sun à? Gặp cậu mình vui quá. Hai đứa mình không gặp nhau bao lâu rồi ta? Sao cậu lại không thay đổi chút nào hết vậy? Cậu nói gì vậy? So với trước đây cậu trở nên xinh đẹp hơn đó. Mẹ và cô đang nói về ai vậy? Ai không thay đổi vậy đã trở nên xinh đẹp hơn? Con nít con ngon nói nhiều quá. Đây chính là phép lịch sự tối thiểu nhất, hiểu chưa? Ôi trời, dễ thương quá à. Ít nhất thì đứa thứ hai và đứa thứ ba cũng giống y hệt như cậu vậy. Cô nói vậy là có ý gì ạ? À? Cho con, hãy mua cho các em cái gì đó ngon ngon vào nha. Cô ơi, cô xấu quá à. Nan Hian à, mình muốn nói một chuyện. Cậu đi cẩn thận nha. Chào cậu, nhớ là ngày mai sẽ gặp nhau đó. Sun đã nói rằng cô ấy giảm cân nhờ nhảy aerobic đó. Cho nên nếu mẹ muốn giảm cân thành công thì mẹ cũng phải tham gia lớp nhảy aerobic. Li Nan Hian. Bắt đầu. Victory. Victory. V-I-C-T-O-R-Y. Hey. Hội thao rồi cho nên nhớ về nhà tập nha. Bốc Sun à, cậu có thể làm được mà. Mình tin chắc luôn á. Nan Hian à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải đến lớp aerobic liền đây. Nhớ chăm sóc các em đó. Trời đất ơi, mấy ngày đầu mà trễ rồi. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Ủa nhưng mẹ không có ở nhà thì... Hí? Mình tự do rồi. Một, hai. Chờ đi Nanhian, cậu sẽ sớm được một bài học nhớ đời vì năm đó đã sỉ nhục tôi. Rồi, hôm nay mọi người làm tốt lắm. Mọi người biết thứ bảy này chúng ta sẽ biểu diễn ở trung tâm văn hóa đúng không? Hãy tập luyện thiệt chăm chỉ nha. Cố lên. Bốc Sun à, mình nghĩ thứ bảy này... Nanhian à, cậu sẽ làm được mà. Mình tin chắc chắn là vậy. Cảm ơn cậu. Mình lại được tự do rồi. Ủa bạn có chuyện gì hả? Mình thấy hình như bạn tròn ra đó nha. Có thật không? Dạo gần đây mình luôn phải ở một mình vì mẹ mình rất là bận, cho nên mình không thể điều khiển được bản thân. Shadow à, con về rồi à. Ủa ba ơi, sao giờ này mà ba vẫn còn ở nhà vậy? Ba mất việc rồi. Cho nên mấy ngày nay đêm nào ba cũng uống rượu tới sáng có đúng không? Chán quá cha đùa. Ba ơi, con nhớ tiếng cằn nhằn của mẹ quá. Và bây giờ chúng ta sẽ có tiết mục biểu diễn đặc biệt của lớp nhảy aerobic Bốc Sun. Là mẹ kìa. Mẹ ơi, cố lên. Rồi, mọi người chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Wow, nhìn mẹ y như là Dũng Công. Ha, mẹ của chúng ta là tuyệt nhất luôn. Hả? Ba ơi. Sao con? Con thấy hình như mẹ thật sự rất vui đó ba. Đúng là vậy. Đưa lên, đưa lên, đưa lên. Không ngờ cậu ấy cũng khá chứ. Nhìn mẹ con tuyệt vời chưa kìa. Đúng đó ba. Thời gian qua, ngày ngày phải chăm sóc chúng ta, chắc là mẹ bị stress nhiều lắm. Chỉ có lúc như vậy mới được giải tỏa thôi. Đúng rồi, cho nên từ bây giờ ba đứa các con phải đối xử tốt với mẹ hơn nữa biết chưa. Ba, con nói chúng ta là con với ba thôi đó. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy kết thúc bằng điệu nhảy cuối cùng nào. Khoan đã, điệu nhảy cuối cùng sao? Không lẽ là điệu đó? Mẹ phải làm động tác này sao? Sao mình có thể làm được đây? Trước giờ mình chưa từng làm thử mà. Nanhian à, cố lên. Trời ơi. Mình phải làm gì đây? Mẹ ơi, mẹ nhất định sẽ làm được mà. Mẹ cố lên. Cố lên bà xã. Ông xã ơi, mấy đứa ơi. Mẹ là giỏi nhất. Cố lên, cố lên. Mẹ có thể làm được. Mẹ của con sẽ làm được mà. Cố lên. Chị. Sao lại có thể như vậy được chứ? Những gì cậu ta đáng được nhận là sự chê cười và chế nhạo. Còn những lời tán dương cổ vũ đó phải để dành cho mình mới đúng. Là cho mình. Mình không thể thua kém như vậy được. Xoạt chân chính là vũ khí bí mật của ta. Thưa mẹ, con mới đi học.
nào. Ủa, mẹ kìa. Mẹ ơi, mẹ không tới lớp nhảy nữa hả mẹ? Không đi nữa. Buổi biểu diễn cũng đã xong rồi. Và cô Bốc Sương cũng đã bị thương, cho nên thời gian này mẹ không cần đến lớp. Thật hả mẹ? Quá, tuyệt vời quá đi. Cái con bé này còn thích mẹ ở nhà tới như vậy hay sao? Dạ tất nhiên rồi. Mẹ ơi. Ủa, con làm cái gì vậy hả? Mau vô cất cặp đi rồi ra đây phụ mẹ phơi đồ. Dạ con biết rồi. Với Mimi và Barbie cùng chơi giải câu đố đó. Ai thua sẽ phải nhường một phần đồ ăn cho người thắng. Lúc đầu Mimi thắng liên tục luôn, nhưng sau đó chào mấy đứa, các con đang học tiểu học à? Chú là ai vậy? Con là một bé gái rất xinh đẹp. Con có muốn xem thử cái này hay không? Mẫu đăng ký hoa hậu Hàn Quốc nhí. Mẫu đăng ký hoa hậu Hàn Quốc nhí sao? Con hãy đem về cho ba mẹ xem nha. Nhưng chú nghĩ con nên đăng ký tham gia. Chú là một trong các giám khảo và... Nè bé áo đỏ. Chương trình này chú nghĩ con cũng nên tham gia. Dạ, chú nói thiệt hả chú? Nhìn con rất khỏe mạnh và cứng cỏi, cực kỳ thích hợp với chương trình này. Đó là cuộc thi dành cho bé khỏe mà. Sao bạn dám cười mình chứ? Cái gì? Hoa hậu Hàn Quốc nhí hả? Ôi trời ơi, đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí đó nữa. Mau ngồi ăn cơm đi. Tại sao con lại không thể tham gia chứ? Con nhất định sẽ đăng ký tham gia trước anh thôi. Dù có chuyện gì thì con cũng nhất định không bỏ cuộc. Con không đủ xinh đẹp để tham gia cuộc thi sắc đẹp đâu con à. Sắc đẹp đâu phải quan trọng nhất đâu mẹ ơi. Người đánh giá tiêu chí nói là phần năng khiếu với phỏng vấn cũng sẽ chiếm một số điểm rất lớn đó. Con nhảy được và còn nhảy rất là giỏi nữa. Đây là giải thưởng lớn nhất của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc nhí. Người thắng cuộc sẽ nhận được 5 triệu won và chiếc cúp siêu siêu dễ thương này. 5 triệu won. Nếu như con muốn tham gia thì con phải đi làm tóc trước đã. Chúng ta sẽ trở thành người nổi tiếng có đúng không mẹ? Cái gì vậy nè? Nhìn con không có sang trọng chút nào hết á. Nhưng nhờ cái đầu xù này sẽ làm cho gương mặt của con nhỏ lại. Được rồi, bây giờ chúng ta đi lựa váy đi nha. Mình có thể vô cửa hàng bách quá mua váy được không mẹ? Nhỏ quá. Nhìn nè, nó dễ thương ghê chưa? Trước khi nó được giảm giá thì nó cũng được bán ở cửa hàng bách quá mà con. Ướm thử đi. Ôi trời, nhìn đẹp chưa kìa. Ai thèm quan tâm nó thuộc mùa nào chứ. Chỉ cần giặt sạch sẽ là nó trở thành một chiếc váy hợp thời trang rồi. Tóc của bạn bị làm sao vậy hả, Shadow? Ai cho các bạn cười nhạo mình? Cả bạn cũng vậy nữa sao, Minji? Ủa, có chuyện gì vậy? Mình mong là bạn không tốn quá nhiều tiền cho chuyện này. Hơn nữa, với những cô gái đi theo phong cách như bạn, nếu muốn thắng cuộc thì phải cố gắng nhiều lắm đó. Bạn nói gì hả? Mọi người ơi, hãy xem mấy mẫu trang phục này nè. Sao hả? Đây là Chanel, một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Ôi trời ơi, các bạn cũng biết thương hiệu này nữa hả? Mà cũng phải thôi, thương hiệu này nổi tiếng quá mà. Mình nghe nói những chiếc váy của nó có giá lên tới 3 triệu won lận á. 3 triệu won hả? Không được rồi. Chính là nó, đây là chiếc váy của gió đó. Shadow ơi, nhìn nó dễ thương quá à. Mình không lo lắng gì về phần năng khiếu và phỏng vấn, nhưng cái này thì... Shadow à, bạn không nên lo lắng quá đâu. Cứ tập trung vào những điểm mạnh của bản thân là được rồi.
Mình tuyệt đối không thể thua chỉ vì một cái váy được. Ai quy định người giàu thì nhất định sẽ thắng cuộc chứ? Chỗ này như vậy, ở đây như vậy. Xong rồi đây. Bạn nghĩ nó thật sự phù hợp cho cuộc thi sao? Nhìn nó cũng đâu có khác gì lắm đâu. Chỉ cần là một cái khung, xong gắn lông lên là được. Mình sẽ đính nó vào cái váy mà hôm bữa mẹ đã mua cho mình. Bất ngờ thiệt đó. Nhưng giờ có một vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết liền. Phải làm sao để có lông gắn lên đây? Hôm nay nhiệt độ bên ngoài thấp quá em à. Coi chừng bị cảm lạnh đó anh ạ. Nó đây rồi. Chuyện này là sao? Sao mà lông rớt hết ra ngoài rồi? Sao đây? Ngày mai là diễn ra cuộc thi rồi. Mình không nghĩ là có thể làm xong trong hôm nay được đâu. Cha Đu à, tụi mình sẽ cố gắng làm xong và mang qua cho bạn trước ngày mai. Bạn chỉ cần tập trung vào các phần thi khác thôi. Cảm ơn các bạn đã giúp mình. Xin quý vị khán giả hãy hướng mắt về màn hình. Cuộc thi Hoa hậu nhí Hàn Quốc sẽ được bắt đầu. Andre ơi, hãy biến con thành một cô gái nước Pháp long lanh nha. Cho tôi mượn một chút nha. Chia sẻ cho người khác là một việc tốt mà. Nếu như cậu cần thứ gì thì cứ nói, tôi sẽ chia sẻ cho ha. Mọi người, sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi năng khiếu của các thí sinh. Cao dòng trên cao kia, đừng lên thật quá khó. Khách mà mọi người mong đợi nhất, trang phục dạ hội. Những thí sinh sẽ xuất hiện với bộ cánh thật lộng lẫy. Sao các bạn còn chưa tới? Sắp tới lượt mình phải lên sân khấu rồi. Minji, Sương Hoa nè, hai bạn hãy nhanh lên. Bác quản gia ơi, hãy nhanh lên, tụi con sẽ trễ bây giờ. Đang kẹt xe mà cổ chủ, tôi cũng không còn cách nào khác. Cha Đô đang chờ chúng ta đó. Sương Hoa nè, đi thôi. Hả? Sau đây là thí sinh số 14, công chúa Lee Eun Hui. Thí sinh kế tiếp, xin mời số 17, công chúa Choi Chadu. Thí sinh số 17, công chúa Choi Chadu. Ủa, đâu rồi? Tôi nghĩ là có sự nhầm lẫn gì đó rồi. Vậy tôi xin phép được đọc tên thí sinh tiếp theo, xin mời. Thank you.
chà, chắc là các bạn đang rất hồi hộp phải không? Sau một thời gian chờ đợi, giây phút quan trọng nhất của cuộc thi đã đến. Hiện tại, trên tay tôi là tên của thí sinh sẽ nhận danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc nhí năm nay. Người thắng cuộc chính là cô nàng gió số 14, Lee Eun Hui. Ôi trời đất ơi, Shadow à, Shadow. Con thấy trong người sao rồi? Chờ chút, để mẹ xem coi. Ôi trời ơi, con thấy rõ ràng khán giả cũng rất là thích con. Tại sao cuối cùng người thắng cuộc lại là Eun Hui kia chứ? Chị hai ơi, chị bình tĩnh đi. Năm nay có hai người được danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc nhí lần. Bạn đã làm rất tốt Shadow à. Mình biết thế nào bạn cũng làm được mà. Vậy là con cũng thắng hả? Eun Hui và con đều là Hoa hậu Hàn Quốc nhí sao? Đúng đó con gái à. Mọi người ơi, con gái của tôi là Hoa hậu Hàn Quốc nhí đó nha. Con không cần. Trong mỗi cuộc thi chỉ có một người thắng cuộc thôi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Đi anh thôi. Nước lạnh lắm. Em làm văng tung vé rồi nè. Em đừng giỡn nữa mà. Ê, em đúng thiệt là. Mà bỏ ra đi. Làm giống như vậy nè. Kéo căng nó ra. Rồi đó. Nào lớn hơn đi. Ôi chị ơi, nó bự quá rồi kìa. Dân sức cũng không bằng baby nữa. Chị nghĩ chúng ta không đấu lại. Cứ ở đó mà xem đi. Đừng có sợ, nó chịu được một tấn lận. Các con đang làm gì mà nhìn vui quá vậy hả? Đúng là phá quá mà. Hãy tắt nước ngay cho mẹ. Các con không biết là tiền nước đã tăng giá rồi hay sao? Dạ dạ dạ, con tắt nước liền đây. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi tấn công dân sức đi nào các em. Mau đưa đây cho mẹ. Mẹ sẽ dùng nước này để giặt đồ. Trời ơi, mẹ đúng là keo kiệt. Sao con nói mẹ keo kiệt hả? Mẹ là như vậy đó. Đưa đây cho mẹ. Shadow, con sẽ biết tay mẹ. Giải thưởng khoa học Eureka. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, tụi con có một xô đầy nước ở đây nè, cho tụi con ăn tối nha. Mẹ ơi. Shadow à. Shadow ơi, vào đây. Vào đây mau lên. Mẹ ơi. Trời, trời Shadow. Dạ thưa bác sĩ, vợ tôi sao rồi ạ? Theo tôi chẩn đoán thì rất có thể bà nhà bị ung thư bụng. Triệu chứng của bà ấy rất giống ung thư bụng giai đoạn đầu. Ung thư bụng sao? Bà ấy kiểm tra sức khỏe lần cuối là khi nào? Bây giờ bà ấy cần phải làm sinh thiết, tiếp đó là thử máu và chụp cộng hưởng từ nữa. Cái gì? Bị ung thư bụng sao? Mẹ ơi mẹ. Mẹ phải ở đây hả ba? Tại sao nhở? Mẹ bị cái gì vậy ba? Mẹ không bị gì nghiêm trọng đâu con. Chỉ là huyết áp thấp mà thôi. Nhưng họ muốn giữ mẹ lại kiểm tra tổng quát cho chắc chắn thôi mà. Shadow à, trong mấy ngày này con phải cố gắng chăm sóc các em thật tốt nha. Con có biết chưa? Dạ. Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Ba ơi, tại có chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Ba xin lỗi con. Nhưng ba nói là mẹ sẽ khỏe lại mà. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Lỗi, nếu như mẹ khỏe lại con hứa sẽ tiết kiệm mọi thứ. Con sẽ sử dụng lại giấy báo cũ. Đây là
vậy cha Đu à? Tụi mình chưa bao giờ đến nơi này hết. Bạn đưa tụi mình đến đây để làm cái gì vậy hả? Lẽ ra bạn nên nói với tụi mình là đến đây mới đúng chứ. Mình thật sự rất xin lỗi các bạn, nhưng mình có thể hứa với các bạn một điều này: nếu như các bạn giúp mình thì sau này nếu mẹ các bạn bị bệnh thì mình nhất định sẽ giúp lại. Mình cũng sẽ leo lên núi giống như hôm nay. Giờ mình hiểu rồi, tụi mình nhất định sẽ giúp bạn cha đâu à. Tại sao hai bạn không trả lời chứ? Dĩ nhiên là đồng ý. Vậy nghĩa là chúng ta sẽ leo lên ngọn núi đó rồi. Nhìn đây, là để hái nhân sâm núi. Nhưng mà chúng ta đâu có rành về nhân sâm, thậm chí chúng ta còn không biết đi đâu để hái nữa mà. Hay lắm, mình biết rồi, chính là ông ta, đi theo ông ấy thôi. Nè mấy đứa, lên núi hái nhân sâm không có giống như đi dã ngoại đâu, mấy đứa nên quay về đi. Ông ơi ông, làm ơn đi mà. Ông ơi ông, nếu như ông chịu giúp con lần này, con xin hứa nhất định sẽ giúp lại ông khi mẹ của ông bị bệnh giống như mẹ của con bây giờ. Nhưng mẹ của ta đã qua đời vào năm ngoái rồi. Chuyện đó thật là tồi tệ, nhưng mà con xin ông hãy giúp mẹ của con được sống đi mà. Không phải, hãy giúp con làm điều gì đó trước khi tình hình của mẹ con xấu hơn đi mà. Nè các bạn ơi, giữ chặt ông ấy lại. Nè, không phải ai cũng có thể hái được nhân sâm đâu mà. Vì thật sự là anh con chỉ có thể có nhân sâm nếu như mơ thấy con heo vàng. Nè ông ơi, tụi con không bỏ cuộc vì câu chuyện vô lý đó đâu. Con sẽ nghe theo lời khuyên của ông. Đánh thức mình sau 30 phút nữa nha. Đôn Đôn, nhớ hãy xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cô bé này đúng không phải là bình thường mà. Đây, đây là nhân sâm mà ta đã hái được cách đây vài ngày. Wow, đây chính là nhân sâm sao? Ngửi mùi của nó cảm thấy trong người khỏe liền luôn. Cái này khoảng 20 năm tuổi, có những cái 30-40 năm cũng giống như vậy. Vì vậy các con hãy nhìn cho cẩn thận. Các con phải nhớ tuyệt đối giữ im lặng. Núi lớn ở trong núi như vậy không có hay đâu. Ông ơi ông, có con gì trên đầu của con, ông bắt nó về đi. Ông ơi ông, ở đây có chỗ nào bán nước ngọt không vậy? Ông có thể chụp cho tụi con tấm hình hay không vậy? Ở đây thật sự rất là đẹp. Nè các bạn ơi, đúng là nơi này rất là tuyệt vời. Nhưng chúng ta hãy từ từ có được không? Ông đã mệt lắm rồi đó. Nè ông ơi, ông tính đi đâu vậy? Đừng đi mà ông ơi, hãy chạy theo mau lên. Nè đừng có chạy theo ta nữa mà. Ông ơi. Minchi à. Cứu mình với. Minchi à. Tụi mình sẽ kéo bạn lên, mau nắm tay mình đi. Nè Minchi à, đứng yên, đừng có nhúc nhích. Rắn. Hãy mau bình tĩnh Minchi à, đừng có sợ, bạn sẽ làm nó nổi giận lên đó. Bạn đang làm cái gì vậy? Mình đang cố thử làm cho con đám đó phân tâm. Hay quá, có hiệu quả rồi kìa. Minchi à, bạn không sao chứ? Có bị thương ở đâu không vậy? Không sao, mình không sao hết á, mình chỉ sợ quá. Các bạn ơi, có nhiều rắn lắm. Mình nghe thấy mùi. Các bạn ơi, đằng kia kìa, mình nhìn thấy cái gì đó. Mình
Mình tìm thấy rồi. Là nhân sâm. Erika, mẹ ơi. Ủa, các bạn có nghe thấy gì hay không vậy? Được rồi, chúng ta cùng nhau về thôi. Không sao rồi, bây giờ không cần phải chạy nữa. Nè Shadow à, bạn chạy đi đâu vậy? Mẹ ơi. Gì chứ? Ôi, xấu hổ quá. Mẹ ơi, mẹ đừng có chết. Shadow à. Trời đất ơi, đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con để đi vệ sinh, con dùng giấy báo, ông ấy đã chạy đi mất, xuất hiện một đàn rắn, rồi tụi con rớt xuống vực thẳm và có một con gấu. Mẹ ăn cái này đây. Hả? Gì đấy? Đây? Con lấy nó đâu vậy? Con đã lấy nó ở trên núi. Hả? Cái gì chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng chết mẹ. Trời ơi, lại đây với mẹ. Trời đất ơi, sao tự nhiên làm chuyện dại dột vậy? Đã không sao rồi, mọi người hãy về nhà thôi. Hả? Tại sao lại như vậy hả bác sĩ? Bác sĩ không thể chữa cho mẹ con được nên mới cho mẹ con về nhà, có đúng không? Do mẹ của con ăn quá nhiều nên bị rối loạn tiêu hóa mà thôi. Ba ơi ba, không phải là mẹ đã bị bệnh ung thư hay sao hả ba? Không phải, chỉ là do mẹ con ăn quá nhiều mà thôi. Mẹ đã đi vệ sinh nên bây giờ đã thấy khỏe hơn rồi. Thưa bác sĩ, nhà vệ sinh đã bị nghẹt rồi. Wow. Đây, Shadow à, có nhiều đồ ăn lắm đó, con cứ từ từ mà ăn đi ha. Dạ. Con là đứa con gái duy nhất trên đời đi tìm nhân sâm để chữa bệnh cho mẹ. Và nhân sâm đó chính là đây. À, đúng rồi, mình hãy ăn nó đi. Mẹ sẽ ăn cái này vào, nhà nhất định sẽ không bao giờ bị bệnh nữa. Mẹ ơi, nó thực sự rất ngon. Ôi trời ơi, trễ giờ rồi. Tôi đây nè. Ôi trời ơi, tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Nè, tiền của chị đây. Cảm ơn chị nhiều. Nhân sâm 38 tuổi không dễ tìm đâu nha. Tôi cũng biết là nhân sâm quý à, nhưng mà chị có chắc là bán nó đi sẽ không sao chứ? Vì con của chị đã lấy nó cho chị mà. Nếu biết được nó sẽ buồn lắm. Chadu sẽ không biết đâu mà. Tôi đã mua rễ cây cát cánh và đã ăn trước mặt của nó rồi. Vì vậy chị đừng lo. Mệt muốn chết. Ước gì tuần này qua đi thiệt là nhanh. Đừng như vậy mà Shadow à. Hôm nay chỉ mới thứ hai thôi. Vui lên Shadow. Chợt ba. Cái gì nữa? Mình đã lau chùi cửa sổ rồi lấy đầy bình nước uống rồi còn gì nữa. Mình cũng biết, nhưng bạn nhìn đi, sàn nhà còn nhiều chỗ dơ quá trời. Mình nghĩ là bạn nên đi lau cho sạch đây. Đơn đơn cũng được vệ sinh tuần này mà, sao cứ kêu mình hoài vậy hả? Này cho cha đu, thật sự là bạn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy hay sao? Không biết nữa, tại sao bạn làm vậy vậy? Vì Đôn Đôn làm việc rất chăm chỉ. Mình là một tín đồ thời trang. Ủa, cái gì vậy chú? Bạn nào lại vô ý thức, dám mang giày vô lớp làm dơ sàn nhà như vậy chứ hả? Nè, yêu anh thôi. Shadow à, bạn cầm cái lau nhà nhìn hợp ghê luôn. Bạn mau cởi giày ra ngay lập tức cho mình. Ôi trời ơi, thì ra mình đã mang giày vô lớp sao? Xin lỗi nha. Tại thấy đôi giày mới của mình sạch quá nên mình không nghĩ là phải cởi nó ra đó mà. Đôi giày bạn đang mang có phải là hiệu Nike Dad không vậy? Ôi trời ơi, không ngờ bạn Đan Đan cũng biết hiệu này nữa hả? Bạn đã đoán đúng, đây là giày Nike Dad, một nhãn hiệu rất nổi tiếng trên thế giới á. Wow, mình chưa bao giờ nhìn thấy nó. Wow, sáng chói luôn.
gì chứ? Naidas là nhãn hiệu nào sao mình không biết gì hết vậy? Đó chính là một thương hiệu giày thể thao rất nổi tiếng của Mỹ và Đức á. Nó hiện giờ rất phổ biến trên toàn thế giới. Gần đây nó đã được bắt đầu bán ở tại Hàn Quốc. Thật vậy sao? Dù sao thì mình vẫn thấy nó rất là bình thường. Không tin được là mình nhìn thấy đôi giày hiệu Naidas luôn. Sao hả? Ân Huy, mang giày Naidas cảm thấy như thế nào? Cảm giác á, phải nói sao ta, nó rất mềm mại khi mang vào chân và rất thoải mái. Mang vào chân như không có mang vậy đó. Cảm giác cứ như là đang đi trên bãi cỏ. Tránh ra đôi, nhanh lên. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Bây giờ thì mình đã có thể được nghỉ ngơi rồi. Chợt băng. Cái gì? Nhìn coi. Cái gì chứ? Lại có dấu giày nữa. Anh Huy à, sao bạn lại làm như vậy? Lần này không phải mình đâu nha. Hả? Vậy là ai? Ai dám chứ? Cuối cùng cũng đã có người chú ý tới đôi giày của mình rồi. Là mình đó. Các bạn nghĩ sao? Có đẹp không? Đây là giày bóng rổ hiệu Naidas đó nha. Đôn đôn kia! Dám làm như vậy với người trực cùng với bạn sao? Hả? Wow! Anh là tuyệt! Wow! Hay sao? Hay sao? Mang giày hiệu Naidas. Đúng rồi đó! Mang giày hiệu Naidas. Bạn trong trận đấu khá ghê! Tuyệt lắm! Hả? Ủa? Mấy bạn này bị gì vậy? Chưa hết đâu! Còn một điều thú vị nữa nè. Đây chính là thiết bị bơm hơi bí mật đó. Hay! Cái gì vậy? Thì những thiết bị bơm hơi đó có thể thực hiện một cú úp cổ. Chuyện gì vậy? Nè, tại sao đi về mà cất đôi giày vô cặp để làm chi vậy? À, vì mình mang nó ra ngoài đường, mình sợ đôi giày sẽ bị cũ. Nếu vậy, bạn mang cái gì để đi về nhà? Thì mình sẽ đi bằng đôi giày cũ này nè. Thiệt là giống như bị trúng tà vậy, đúng là bó tay mà. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là có thể thoát khỏi mấy việc linh tinh này. 2 ngày nữa thôi. Các bạn đúng là quá đáng mà. Nè, mau khỏi vậy ra đi. Nhanh lên, nhanh lên. Minchi à, mình xin lỗi cha đu. Không ngờ mình cũng ham đưa đàn giống như các bạn ấy. Giày Naidas. Giày Naidas. Ba mẹ hãy mua giày Naidas cho con đi mà. Đôi giày của con đang mang vẫn còn tốt mà. Hãy dừng ngay cái việc ngu ngốc đó lại đi. Thật sự thì đôi giày đó cũng không mất tiền lắm đâu. Mua cho con một đôi đi bà xã. Đôi giày đó bao nhiêu? Giày Naidas đó bao nhiêu tiền một đôi? Anh không muốn nhìn thấy con gái chúng ta lăn lóc trên sàn nhà nữa. Đôi giày Naidas đó có giá là cho trọng. Tự nhiên ba nhớ ra, tuần này có một cái đám cưới. Xém chút là quên mất. Nè cha đua, ba sẽ mua cho con một đôi giày thật mới tại chợ phiên cuối tuần này. Ba không chịu đâu, giày Naidas. Cha đua à, ba mua về cho con rồi nè. Thiệt hả ba? Quá. Đây. Con xin cảm ơn ba. Ba ơi, đây không phải là giày hiệu Naidas đâu. Không phải là nó sao? Chắc chắn là không phải rồi. Con sẽ không mang nó đâu, ba kỳ cục quá. Chắc chắn là bạn bè sẽ cười con cho mà coi. Tính cách của con càng lúc càng không thể chấp nhận được mà. Nếu con không thích thì cứ việc mang chân không tới trường đi ha. Ừ.
hả? Ồ, Shadow à, sao quần của bạn này? À, cái quần này sao? À, là vì tối hôm qua mình ngồi xem tivi, họ nói dạo này thời tiết ở châu Âu nóng lắm, cho nên... Thật sao? Để mình thử xem. Ủa, có chuyện gì vậy? Thật là kỳ quặc. Mình thật xin lỗi Minji à. Ồ, Minji à, nhìn kìa. Ờ, cái gì vậy? Hợp thời trang thật không dễ chút nào. Đúng vậy ha. Bạn có thể kéo quần lên nếu như thấy không thoải mái. À, không sao, nên nó giúp mình hợp thời trang, mình có thể chịu được mà. Sao lại như vậy? À, quá ra là nhóm đam mê giày Na Adidas đó sao? Các bạn làm cái gì mà ngồi ở trong hẻm tối quá vậy hả? Chà đu à. Tốt quá, ta có thêm khách mới nữa liền nè. Ôi trời ơi, thì không ngờ lại tệ hại tới như vậy. Nói cái gì chứ? Nè cái con nhóc kia, nhóc đang nói ai vậy hả? À không có, em nói mấy bạn này, bốn người đấu với một người mà vẫn bị lấy mất tiêu vậy, thiệt là dở quá. À, nói hay lắm, nhưng con nhóc kia, tao không chỉ có một mình đâu. Ra đi anh em. Chúng ta bắt ai đây hả? Sao hai đứa bay lại mặc quần xệ xuống dưới như vậy? Thì ra anh là người không biết gì về thời trang á. Nè, thả tôi ra đi. Là giày này đó hả? Cái gì chứ? Là đồ giả thì có. Shadow à. Shadow à, bạn mang giày này đất nhái hả? Ê, ai cho phép cười hả? Mau ngậm miệng lại. Thì ra đó là lý do bạn mặc quần kiểu xẻ. Thiệt sao hả Shadow? Đúng là như vậy. Mình đã mang đôi giày mua ở chợ đó, bởi vì ba mẹ của mình không có khả năng mua giày mắc tiền cho mình, nên mình mới mang giày nhái đó. Chuyện gì vậy? Mau chạy thôi. Trả giày lại đây. Giày của mình rất rẻ tiền và không có gắn thiết bị bơm hơi, nhưng nó thực sự là đôi giày rất là tốt. Shadow, bạn thiệt là giỏi. Mà mình có giỏi gì đâu. Shadow à, bạn mua giày đó ở đâu vậy? Mình nhất định sẽ mua một đôi giày giống như là của bạn vậy đó. Mình nữa, mình cũng mua. Cuối cùng mình cũng đã làm vệ sinh xong. Hai mình bị ướt hết rồi. Ngày hôm nay trời mưa lớn quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.